Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại An Giang các bạn. Thì ở đây mình được biết về một bà lão năm nay 86 tuổi rồi các bạn. Trong khi đó thì bà lão 86 tuổi này các bạn phải nuôi thêm một người con hay là một người cháu gì đó các bạn. Và hàng ngày phải sống biệt lập ở ngoài một cái chòi nhỏ ở ngay dưới một cái chân núi rồi các bạn. Như các bạn nhìn thấy thì xung quanh đây là một cái chân núi. Và bên dưới thì có khá là nhiều những cái cục đá khá là lớn. Trong khi đó thì bà lão này lại hàng ngày nghe đâu là đi ăn xin để nuôi một người cháu đây này các bạn. Không biết là người cháu này bị bệnh gì mà phải dùng một cái sợi xích để không cho đi ra ngoài các bạn. Thì không biết là cái hoàn cảnh của bà cụ 86 tuổi mà nuôi một đứa cháu sống ở đây thì hoàn cảnh như thế nào. Thì mình muốn tới đây để thăm cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết về cái hoàn cảnh của bà lão này. Như các bạn nhìn thấy thì cái căn nhà này này là theo như mình nhìn thấy thì nó được làm khá là lâu rồi. Và nếu như cái căn nhà này làm lâu như vậy thì người đàn ông này chắc cũng phải sống ở trong này cũng khá là lâu rồi. Cho nên là cái tường nó mới bị mục nát như vậy các bạn. Như các bạn nhìn thấy thì anh này thì cái chân thì phải cố định vào một nơi để cho khỏi đi lang thang. Cho 1.000 hả? Để em nói chuyện cái xong em cho 1.000 ha. Là sẽ anh xin 1.000 làm gì? Anh xin tiền làm gì? Hả? Nè. Mà xin tiền để làm gì? Cho tiền chẳng. Cho tiền chẳng. Đâu có tiền chẳng đâu, có tiền đó không à, hết rồi. Tiền mới. Cho tiền mới. Tiền này tiền mới này. Nhưng mà xin tiền làm gì? Anh. Xin tiền làm gì? Ôi, hết rồi đó. Hả? Anh cho 2 triệu rồi đó. Lấy tiền để làm gì? Anh lấy tiền làm gì? Hả? Uống trà đường. Uống trà đường? Rồi có đi mua được không? Ai mua cho anh? Trời ơi, thấy là có 3 cái xích, 3 cái cọng khóa, 4 cái chìa khóa luôn. Điện giật. Hả? Điện giật hả? Sao mà điện giật? Lấy ổ điện. Trời ơi. Anh tên gì? Anh tên gì? Anh Tâm hả? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Ồ, 2 tuổi mà lớn như vậy hả? Ồ, 2 tuổi. 2 tuổi lấy vợ chưa? Hình như là anh ấy cũng không được minh mẫn cho lắm. Để mình ra mình trò chuyện với bà cụ. Đây, bà cụ đây là cái gì của anh? Hả? Mẹ anh hay là bà của anh? Anh Tâm, bà cụ này là gì của anh? Trồng xin trái xoài. Xin trái xoài hả? Ừ. Xin trái xoài làm gì? Trái xoài không? Gì? Trái xoài bự. Trái xoài bự hả? Ừ. Mà xoài bự để làm gì? Lấy xoài để làm gì? Hả? Lấy xoài để làm gì? Không được không? Đi ra đi. Anh ấy hả? Ừ. Anh xin trái xoài để làm gì? Nói em nghe rồi sao em cho? Cho trái xoài. Trái xoài để làm gì? Anh lấy xoài để làm gì? Anh Tâm, anh lấy xoài để làm gì thì anh nói đi em cho. Thôi vậy. Cho xoài. Cho xoài. Thấy chưa? Hả? Có thấy xoài không? Ừ. Biết không? Biết. Rồi biết hát rồi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Chính xác là 2 tuổi luôn. Có biết hát không? Hát bài coi. Hát bán đi cho 1.000. Thì bà lấy trà xoài bự cho. Rồi hát đi xong cho trái xoài. Rồi cho tiền luôn. Xoài dày. Xoài to. Xoài két. Biết trên tiền cũng uống trà đường được không ạ? Keo. Xoài keo. Hello. Ở cái vườn này. Đi mua nha. Mua nào? Mua ngoài chợ ấy. Biết chợ không? Rồi hát tặng bài đi rồi mua cho trái xoài, xoài keo. Hát tặng bài đi. Hát cho ngàn mới. Rồi hát đi, hát rồi cho. Ca. Ca đi. Cho con ngàn. Ca đi xong cho. Cho con ngàn. Ca xong mới cho. Ca. Ca đi. Ca bản gì nào? Ca bản gì? Hả? Nó trà này uống trà đường. Ca được không? Anh Tâm ca được không? Mà ai cho tiền để qua.
Yên tâm. Ca được không? Hả? Anh có ca được không? Cho con làm thuốc. Ca đi xong cho. Ca đi xong cho. Muốn xin cái gì cho cái đó. Cho cái gì cũng được. Tại anh ấy không biết là ấy thì sao, để mình ra mình trò chuyện với bà cụ coi sao. Để mình ra bà cụ đây các bạn. Bà ơi. Bà ơi, bà năm nay bà nhiêu tuổi rồi? 86 rồi. 86 tuổi ha. Dạ. Rồi hằng ngày bà đi làm công việc gì thưa bà? Đi kiếm tiền. Dạ. Hằng ngày đi kiếm tiền, hằng ngày ăn. Dạ. Bà dạ. Đi xin ở đâu bà? Ở Tịnh Biên. Ở Tịnh Biên? À, ở chợ Tịnh Biên á. Ở chợ Tịnh Biên? Ờ. À. Dạ. Đi một buổi rồi về. Dạ. Đau quá rồi về. Một buổi như vậy thì bà đi xin được bao nhiêu? Được 100 mấy ha. 100 mấy ha. Thì tiền xe cũng 30 ngàn, về tới đây 30 ngàn rồi đó. Dạ. Rồi còn cũng như có 100 ngàn về mua thuốc uống. Dạ. Rồi ăn uống hết trơn ngày đó chú ơi. Dạ. Tại vì từ đây xuống chợ cũng xa á bà. Xa. Dạ. Mình lội bộ đi đâu cũng nổi hả bà? Đâu có đi, hồi đó đi bộ nổi, bây giờ đi cũng nổi. Dạ. Bởi vì có mối xuống Tịnh Biên á. Dạ. Tôi đi tới đúng giờ nó dứt, tôi nó đưa đi về. Chàng ơi đi xin có mối luôn. À có mối luôn. Dạ. Rồi tới giờ cái 9 giờ mấy cái lợn đậu xe đợi đưa về đây luôn. Dạ. Đưa tại nhà luôn. Bà đi sinh được bao nhiêu lâu rồi thưa bà? Năm nay cũng năm 70 tới giờ đó. Năm 70 đến giờ? Ờ, năm 70 tới giờ đó chú. Là 54 năm đi sinh rồi. Ờ, năm mấy năm rồi đó. Chàng ơi, cái này gọi là yêu nghề luôn rồi đó bà. Dạ. Dạ. Rồi bà cho con hỏi là sao bà không đi vô mấy cái chùa lớn ở đây bà sinh cho nó gần? Chùa lớn là có cái chùa Phật Nằm đó là lớn đó, khách nhiều. Dạ. Còn các chùa ngoài, người ta không cho ngồng sinh. Dạ. Có ông chùa ông thầy đó, ông cho mình ngồng sinh. Dạ. Dân đói khát rồi kia, ông cho ngồi đó. Dạ. Còn các chùa người ta không cho ngồi đó chú ơi. Dạ. Nên có cái chùa đó quen rồi, bởi vì tôi sinh đó lâu rồi. Dạ. Hồi năm 70 tới giờ đó, thành ra tôi lên, nó trở nên tôi ngồi, không ai dây xuống chứ. Dạ. Vậy là hơn 54 năm bà đi sinh ở chỗ đó rồi. Dạ. Rồi sao hôm nay bà không đi sinh? Đau quá rồi, đi sao đi nổi. Dạ. Rồi bây giờ nghỉ nè, 3-4 bữa nè. Giờ nằm ở nhà này người nghỉ nè. Dạ. Đi gì nổi. Rồi mình nghỉ lâu như vậy có bị mất chỗ không? Không có mất chỗ. Nay tôi đi Tịnh Biên, khách người ta cũng thương tôi lắm. Dạ. Đi vô chống người ta cho tiền liền vậy đó. Ai cũng cho, có gạo cho gạo, có tiền cho tiền, có đồ ăn cho đồ ăn và đem về. Yeah. Rồi mấy hôm mà mình xin được khách nhiều á, ngày nhiều nhất là được cỡ khoảng bao nhiêu tiền bà nhở? Khách nhiều đó xin vắng ngày cũng được 300. Ngày 300? Ừ. Đó, ngày 300 đó. Dù về cái tiền thuốc, tiền men, chiều mua thuốc uống, chích thuốc. Mỗi một tuần chích 3 ngày. Chàng ơi. Ờ, chích thuốc 3 ngày đó chứ. Nó đi cho bác sĩ ăn hết trơn à. Dạ. Tuy nhiên là mình làm có bao nhiêu tiền thì dạ. Bác sĩ hết. Ờ, dành dụm đau cái nhất cái lưng cái đi chích. Đi chích cái đỡ cái nằm nhà nghỉ 2-3 bữa. Chừng bớt cái đi nữa. Dạ. Nó nằm ở nhà có ăn đâu. Bà ơi, con nghe hàng xóm chia sẻ là hàng ngày thì bà đi xin. Dạ. Bà đi xin về có tiền á để mà nuôi người cháu của mình đó bà. Dạ, đó. Dạ. Con không biết cái nguyên nhân tại sao bà lớn như tuổi như thế này. Bà đi sinh đã là rất khó khăn rồi, cái việc đi lại khó khăn rồi. Bà đi sinh về còn phải nuôi người cháu của mình nữa. Cháu của mình sao không đi làm mà để chỗ bà đi sinh về nuôi như vậy thưa bà? À, cha nó cũng đi mằng mướn. Yeah. Đi mằng mướn, mằng thê nữa. Vô nó thì nó xiền là gì? Đi về có bánh trái đem cho cháu mình ăn. Ủa bị xiền là sao thưa bà? Xiền đó. Ủa, bà cho con vô trong xem được không? Đó. Dạ dạ, vậy con với bà vô ha. Dạ. Dạ. Bà đi được không? Con nắm tay bà nha. Được. Dạ. Yeah. Ồ, mình nghe người cháu của bà bị xiềng, mình không biết nguyên nhân tại sao luôn cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Bà đi cẩn thận nha. Dạ. À, trời ơi, bà năm nay 86 tuổi, có thấy bà đi lại khó khăn mà con đi sinh nữa nha. Nó là khùng, chuyện đó nó không ạ. Dạ. Yeah. Ủa, ảnh bị gì mà sao phải xích lại như thế này thưa bà? Nó bẩm sinh rồi còn nhỏ chứ lớn. Xem ra mới mấy tháng là khùng tới giờ luôn. Điện dục chết. Là bị từ nhỏ đúng không bà? Từ nhỏ tới lớn luôn. Bẩm sinh. Ờ, bẩm sinh. Ừ. Đem đi bệnh viện tâm thần, bác sĩ chạy rồi. Biểu đem về đi. Yeah. Lỡ nó có chết mình thấy bạc đem chứ. Dù bình khùng nó quýnh nó chết luôn. Dạ. Yeah. Nó ẻ lái nó không biết đâu. Dạ.
Rồi cha anh... nó đem đi tới Bình Dương Tân Thành nhé. Dạ, rồi anh ấy bao nhiêu tuổi bà? Hả? Anh này bao nhiêu tuổi? 40 gì rồi. 40 tuổi rồi. Trước đó anh cũng gia đình có vợ con gì không thưa bà? Không có gì đâu. Khùng khùng nhỏ tới lớn rồi. Dạ. Có vợ con gì đâu. Dạ. Mình mà lên đó tôi chịu không nổi. Nè, ăn dầu em. Kén sau tôi về tôi rửa. Tôi rửa sạch sẽ, tôi úp tôi đàng hoàng khô giáo. Rồi mẹ nó ra lấy bữa cơm cho nó ăn. Đó. Có nghĩa là bà phải phục vụ cơm nước cho anh này. Cơm nước thì mẹ nó nấu. Ừ. Nhưng mà bà phải bưng ra bưng vô. Bưng ra mẹ nó bưng ra, ăn dầu cái sau đó. Dầu đó giờ là tôi đi rửa. Dạ. Tôi rửa cho sạch sẽ úp cho cô. Rồi chiều bữa cơm cho nó ăn. Dạ. Sáng chiều. Đào gì cũng dám. Ờ, cái 8-6 tuổi mà phải nuôi, phải lo cho cháu nó tội đó ha. Dạ. Ừ. Rồi đi mua bánh, mua trái, ăn bánh mì không à. Dạ. Về nhiều khi nó tỉnh, nội bánh mì. Nhiều khi đi rừng đi không có bánh mì. Mắc mua cái khác cho nó ăn. Bình thường thì anh ấy có quậy phá gì không bà? Không. Cứ ngồi im ru vậy hả? Im ru vậy đó. Mà sao con thấy nó xích tới 4 cái ổ khóa gì vậy bà? Nó đập. Nó đập ổ khóa nó đi. Nó đi nó không có lấy gì chứ. Không có đi chuyện bạc ai nó vô nhà. Nó thấy anh đi. Rồi cái con hình đó. Hình con dâu chú rể nó lấy đâu rồi. Nó không biết phá cái gì phá chứ. Nghĩa là ảnh vào nhà của người dân. Dạ. Lấy hình cô dâu chú rể. À, nghĩa là thấy mặt kia nó lấy ra. Dạ. Đi xuống với nhà bà người ta thấy người ta cưng, người ta cho ăn bánh mì hoài à. Ừ. Rồi thấy. Thấy đi rồi bán cà phê cái tốt tốt, lấy gái gì à. Để đi hoài. Cái ly. Không ai lấy được cái ly. Cái ly. Là lấy hình con gái mang về nhà. Cầm chơi qua vậy đó. Không ai lấy được cái chứ. Hay là thích lấy vợ ta. Còn chích cha ra đập ổ phá. Nó đi. Tự ảnh mở khóa được luôn á hả? Nó đập, lấy cục đá nó đập đó. Bật khóa ra. Còn có bao giờ ảnh bỏ đi mà ảnh đi xa quá gia đình đi tìm không thưa bà? Nó đi nó không biết đường về nhà chú ơi. Không biết đường về luôn. Nó đi là phải đường nhà phải theo kiếm. Theo kiếm mà chở nó về. Gạt mua bánh mì. Kêu nó lên xe chở nó về. Đâu có dám bỏ, bỏ xe cắn chết. Cắn là gãy giò đâu. Cắn gãy giò. Mất luôn đến tháng mấy rồi. Người ta chịu tiền có 5 triệu, mình lo cho nó gần 10 triệu. Xưng cái giò dẫn chi nè, đi bác sĩ châu đốc á. Đi băng bột nè. Bà ơi, bà cho con hỏi. Như là ở nhà anh có thường xuyên la hét hay là anh có làm gì không mà sao mình phải xây nguyên một cái căn phòng riêng như thế này để cho chỗ ảnh đây thôi bà? Tôi nói chú nhà hồi đó nó tới cơn nha. Tới 12 giờ nó la một cái nha. Cũng như thế người ta đâm đuối heo nha. Nó ra chỉ lộn tay. Giờ cái mình nhà nào đó có cửa sắt nè. Bên đây cửa sắt mà nó giật đó. Sắt tổ mẹ vậy nè, mà nó đập đó. Là những cái cửa này ngày xưa là có cửa sắt luôn. Có cửa sắt luôn, đây nè. Cắt đi nó. Nhưng mà đập hết. Con bóng đèn vậy đó nè. Nó lấy đồ nó đập. Nhưng bây giờ đóng dám câu. Tự mình tháo bóng đèn luôn. Chàng ơi. Nó đập bể chân nó, không có đốt được. Bởi con thấy đây á. Trên những cái cánh cửa nào cũng có xích như thế này nè. Là cái chỗ này là đã từng xích chỗ anh Tâm rồi hay sao rồi? Nó lỗ đó, lỗ đó, chìm đó không đó. Mà nên là con khóa nó bỏ gì đó. Chừng đó là anh tự cắt khóa anh đi luôn ha. Có bao giờ anh đi xa quá, nhà mình tìm không thấy không thưa bà? Không có, nên đi đến nhà bà này đi tìm nó gặp. Biết cái chỗ nó ngồi chỗ nào đó. Là biết là ngay đó nó kiếm gặp. Bà nó hay thích lấy hình cưới, hình của phụ nữ về đúng không? Nhưng thấy áo phụ nữ đẹp đẹp đó, lấy về chạy. Lấy luôn áo phụ nữ luôn? Chạy cho coi hoài, coi quỷ. Đã rồi chán cái dục bỏ mày. Nhìn lâu ra. Hay là thích lấy vợ ta? Anh tiếng hỏi thử đây. Anh, sao mình lại thích lấy hình phụ nữ về nhà làm gì? Lấy áo làm gì? Lấy áo phụ nữ về nhà làm gì? Không nói. Lấy áo làm gì? Điện giật chết. Không, ý em nói là anh đi ra đường á, anh lấy những cái áo của phụ nữ mang về nhà làm gì? Không biết nói cái gì đâu. Rồi có hay là lấy hình của phụ nữ về nhà làm gì? Anh Tâm. Kìa, chú hỏi. Anh lấy hình về làm gì? Lấy chơi hay làm gì? Trời. Hay là muốn lấy vợ? Có muốn lấy vợ không? Muốn lấy vợ không? Có muốn lấy vợ không? Lấy cô gái về đây ở cùng không? Nha. Gái đẹp hả? Gái đẹp. Vậy là anh Tâm thích gái đẹp đó. Vậy là thích gái đẹp hả? Hả? Đẹp cỡ nào?
Muốn lấy vợ đẹp quá nào? Không, không chứ biết đẹp chứ vô đó. Ồ, cũng thích cái đẹp nha. Nhiều khi tỉnh nó biết đẹp. Sao, có thích thích cô gái đẹp không? Vậy thì... Có thích muốn lấy cô gái đẹp không? Nó tỉnh nó kêu nội, trà đường mà nội. Trà đường hả? Ờ, nhiều khi nó không tỉnh đâu, nó không nói. Anh Tâm nay nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Rồi xác định luôn. 2 tuổi đâu? Nhiêu tuổi, chính xác nhiêu? 2 tuổi. Giờ à, hiểu 2 tuổi. Rồi. Này gọi là bé Tâm đúng không? Bé Tâm. Đây, có một cái bọc là toàn cái dép. Không có quậy nha, chú bắt đó nha. Ồ, không biết là cái này ở đâu à? Cái này ở đâu đây anh Tâm? Ờ, nó chơi đó. Đồ chơi của anh nhé hả? Ờ, đồ chơi nó đem. Tối cái nó đem vô bùn vậy nè chú. Ồ. Sao có đá nữa kìa bà hai? Đá nó đập cái đó. Đá, dép này rồi đủ chiều, thứ chiều luôn. Chiều mẹ nó lên coi sóc lấy đá dục bỏ. Dạ, để nó đá vô anh khóa cho ổ khóa ha. Ờ, bà hai đập ra. Dạ. Rồi lá cây nữa nè. Ờ, lá cây ngoài nó lùm vô đó. Dạ. Anh lùm lá cây chi đó? Lùm tùm lum hết trơn. Anh Tâm, lùm lá cây làm gì hả? Lùm lá cây làm gì? Chắc chưa đồ dỗ rồi. Chơi làm đình. Lùm 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 chân chú mệt chết đi chứ. Lắp 3 kiếm thờ bự cho. Cái gì? Xoài nhá hả? Rồi hát bài cho xoài. Xoài kìa, xoài chỉ kiếm mà dục kìa. Từng trái mới kìa. Oh. Có ăn uống gì đâu. Mà dục nguyên trái con quýnh mày chết. Sao cho mà mang xoài mang dục đi? Ừ, dục không à. Cầm chơi thôi được bỏ. Là bà ơi, cho con hỏi thăm một chút xíu á. Nãy bà nói á, là cứ đến 12 giờ trưa là anh la hả? Hay là 12 giờ đêm? 12 giờ trưa mà bây giờ nó hết la rồi. Ồ, có nghĩa lúc trước cứ 12 giờ đêm trưa là la. 12 giờ trưa nó la, ngủ không được. Bây giờ nó hết la rồi. Sao ngộ ra? Ngộ gì đó. Sao lại cứ la lúc 12 giờ trưa mà những giờ khác không la? Không biết tới cơn nó gì nó la. Ừ. Hồi đó giờ nhà mình đã đưa anh này đi khám bệnh lần nào chưa? Đi bệnh viện rồi. Bệnh viện tâm thần á. Chứ bác sĩ người ta chạy rồi. Bác sĩ chạy luôn. Bác sĩ nó bẩm sinh rồi còn nhỏ bây giờ chị không được. À. Bây giờ anh về đi. À, chiền nó lại để cái này đi rồi. Nó ỉa sáu ngàn nữa. Nó sáng rồi cho nó ăn sáng rồi tôi đi. Để nhà cho tránh. Rồi tôi đi bán chừng 11-12 giờ tôi về. Mua bánh mì rồi đến về trạm. Cấp trưa nữa. Ồ, bà hai mỗi lần đi xin về có tiền là mua bánh mì mua trà đường cho anh Tâm luôn ha. Ờ. Chàng ơi. Mỗi lần mua vậy thì chắc anh Tâm anh vui, anh mừng lắm ha bà. Mừng lắm. Dạ. Yeah. Chỗ mừng lắm. Dạ. Mình thôi vui ghê. Nội cho xin ngàn tiền mới coi. Dạ. Giấy 5 ngàn đó. À. Giấy 5 ngàn mới. Rồi đem để bọc đó, để hoài. Để đó thôi chứ đâu có xài được. Không có xài được, không có ai lấy được chứ. Dạ. Yeah. Tại vì anh cũng không có đi ra ngoài đường được nên cũng đâu có mua được đâu. Dạ. Còn tóc trà nhà cha nó nhờ dẫn đi hết tóc. Yeah. Đi xuống cái lồ cái. Nó gặp bóng đèn chứ. Cái giật của ta nè. Làm không đẹp. Không á, nó đẹp đó. Dạ. Lần đi hết tóc trở nó. Giữ nó trầm nay. Dạ. Nó phá rồ của ta, nó giật của ta. Dạ. Như kiểu là giống kiểu là ở trong này lâu ngày đó rồi bắt đầu ra đường thấy cái gì nó cũng mới mẻ. Mới cái đấy cho ngộ ngộ cái nó giật à. Ừ. Bà ơi, như là mỗi lần anh đi ra đường á, ảnh hay lấy hình của phụ nữ nè, rồi đồ của phụ nữ á, thì không biết khi mà anh thấy phụ nữ thì anh có la hét hay có cái biểu hiện gì lạ không thưa bà? Không có gì chứ. Không có gì hết. Ừ, lấy về trái nó gì à, ngồi coi vậy thôi. Chắc anh cũng mê ha. Ý là con hỏi vậy này, có nghĩa là khi anh đi ra đường á, anh nhìn thấy phụ nữ thì anh có làm gì không? Không. Không. Nó không biết làm gì à? Là chỉ có thích là lấy đồ phụ nữ vậy thôi. Lấy đồ thôi, trái coi vậy thôi à. Chứ không có phá phách gì đúng không? Chứ có phá phách gì, lấy có tiền bạc của ai chứ không có lục trặc gì chứ. Yeah. Lắm. Bà ơi, như là mỗi lần mà ảnh buổi trưa ảnh la hét á, là ảnh la hay là ảnh hét thôi bà? Trời, nó la hay lắm, nó la hét, nó la là bự lên tiếng chứ lắm. Nó la với lộ nha. Ảnh la thôi chứ đâu có hát hò vậy. Ừ. Anh ấy có hát hò không bà? Không, không có chữ bớt ai chứ. Ý là anh có ca hát không? Không. Chúc anh... La mấy tiếng người nghĩ à. Dạ. Tụi bên tôi lên tiếng cho nó chết, mày la tụi bánh mày. Giờ, em vô. Dạ. Tôi lên tiếng em vô à. Anh Tâm ơi. Anh Tâm năm nay nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Giờ 2 tuổi nữa. 2 tuổi nha. Hình như là chỉ có quanh quẩn đâu mỗi con số 2 thôi. Dạ. Thế bây giờ đi ra đường chơi đi không? Đi không? Ra ngoài đường chơi đi không? Đi không? Đi ra ngoài kia chơi có mấy cô gái đẹp. Đẹp, gái đẹp. Đi không? Bây giờ tháo cái này ra xong đi ra đường chơi. Đi không? Đi không? Đi không? Tháo cái này ra xong đi chơi. Đi không? Đi không, anh đi không? Cái đầu như tóc da nữa rồi, sao nghĩ hết được. Bà cho con hỏi nè, như cái việc tắm rửa thì ai tắm rửa? Tắm giữa mẹ nó. À, mẹ tắm. Ừ, chú đốt lành nó. Dạ. Chiều 4-5 giờ mẹ nó chắc nước tắm giữa cho nó nè. Ồ. Rồi quét nhà, cửa vũ.
Vũ điện Vũ chiếu cái nói rồi. Chắc lúc bà hai còn khỏe và hai cũng tắm cho an tâm đúng không? Nó đi đâu khỏi thì chung chỉ dẫn tôi tắm. Dạ. Rồi tôi biểu quét cái này cho sạch sẽ, tối chạy điện. Cho nó ăn cơm rồi nó bỏ ên, nó ngủ, rồi bỏ mùng chú ngủ ên. Dạ. Tự biết bỏ mùng luôn. Bỏ mùng luôn. Rồi sáng chứ chắc lên nữa. Ổ điện công tắc điện. Điện tắc điện nè, ổ điện nè, chết. Người ta nói gì khùng mà biết răng mùng chảy chiếu. Chứ bỏ mùng ngủ, ăn cơm rồi biết bỏ mùng. À. Sáng biết cuốn lên, dắt lên. Đó, dắt ra. Chắc ên á. Anh Tâm ơi, bây giờ hai anh em mình đi ra ngoài lộ, hai anh em mình mua trà đường uống được không? Được. Đi không? Được. Đi. Đi ha, giờ mở khóa hai anh em mình đi ha. Vui không? Vui. Rồi đi ra ngoài đó, có lấy đồ của người ta không? Có. Có lấy không? Có. Có. Có hả? Có, làm sao dẫn mình đi? Có sao dẫn anh đi được, anh không được lấy đồ của phụ nữ nha. Anh mày lấy đồ người ta, mày muốn tao không cho mình ra đường luôn, đúng không? Mở mốt mà ăn bắt. Rồi uống trà đường không? Uống trà đường he, lấy nữa. Anh em đi uống trà đường. Đó em mày lát rồi em mua trà đường uống. Em đưa tiền cho anh rồi mua trà đường uống. Ra ngoài đường, ra đường uống. Mua trà đường uống. Cái gì? Cái. Là nói gì không nghe. Rồi anh Tâm thích cái gì này, anh Tâm nói em nghe này, thích muốn cái gì? Muốn nói thì nói, muốn không không à. Hả? Thích cái gì? Anh Tâm thích cái gì? Anh Tâm có biết hát không? Biết hát không? Có biết ca không? Có. Có hả? Ca tặng em bài được không? Được. Ca đi. Không biết cái gì. Ca một bản này, ca một bản tặng em coi. Hả? Ca đi, ca một bản đi. Nè, nói nghe nè. Anh Tâm. Kìa, chú kêu kìa. Ca. Ừ. Ca cho con một thuốc. Ok, ca đi tím cho tiền. Nha. Rồi ca đi. Cảm ơn chú đi, cảm ơn chú. Ừ. Nhưng con không biết ca. Ca đi, ca biết ca không? Yes. Biết thì ca đi, ca cho tặng em bài coi. Nên con không có biết ca đâu. Không, để đi im, con hỏi anh xem. Anh biết ca không? Biết ca không? Yes. Rồi biết thì ca coi. Ca một bản đấy em cho tiền. Tiền. Ừ, ca đi. Ca này, sao ca em nghe coi. Mắt thằng này nó khổ, ca không biết nghiêm rồi. Ừ. Phần tủ đau nữa. Ca tặng em bài coi xong em cho tiền. Biết ca không? Biết thì ca đi. Ca tặng em bài coi. Ca là sao? Ca bài gì? Ca bản gì? Nhân gọi Dũng hết trơn, 3-40 tuổi. Ừ. Vậy là anh nghĩa là bị từ lúc 2 tuổi hả bà? Hơn. 2 tuổi là lúc đó anh bị bệnh đến giờ luôn. Bệnh đến tới bây giờ luôn. Sinh mới có 3 tháng lần lại. Lần tay tới khùng luôn đó. Dạ. Cho nên là anh ấy bị bệnh từ lúc 2 tuổi. Cho nên lúc nào trong tư tưởng của anh cũng nghĩ là anh có 2 tuổi thôi. Hồi đó nó lần vậy nè. Dạ. Tôi nói với cha nó, tôi nói ăn này nè. Dạ. Thứ nhất là trong củ quyền hành nó. Thứ hai là nó khùng. Nó lần tay nó đếm ngày đến tháng. Tới giờ nó khùng luôn đó. Đến tay vậy luôn hả? Lần vậy. Anh làm vậy là làm cái gì? Hả? Được không luôn tới giờ. Làm này là làm gì? Hay là có căn gì ra? Dạ. Mà đi coi dữ lắm rồi. Đi coi thì người ta nói sao bà? Người ta nói là trong ông bà hành biểu là giái. Giái đem lên núi cô bà dỗ chữa thì vùng lưng đó. Không thấy hết rồi. Vậy là bác sĩ nó bấm tin cho con nhỏ. Theo như con không phải là do ông bà hành đâu. Mà dạ. Là do là anh ấy bị bệnh bại liệt hồi nhỏ rồi anh bị bệnh thôi. Bị bệnh hồi nhỏ. Chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện mà ví dụ như là bị ông hành, bà hành hay bà hành, ông hành chứ. Ừ. Rồi bây giờ coi quá chúng không, họ không có tin nữa. Dạ. Cổ quyền trong nhà thì cũng trái ông bà hoài chứ thôi. Dạ. Thường ngày cũng trái sao? Không có mấy cái chuyện đó đâu. Cái này là do bị bệnh thôi. Tại bị bệnh nó trong nó tranh da. Dạ. Tại cẩn phần của nó. Dạ. Thôi là tranh nó da, mấy lắm đẹp trai lắm chú ơi. Tôi bự đứa đó. Vậy là ngày xưa đẹp trai lắm đúng không? Cảnh nó đẹp trai lắm. Nhìn khôi ngô mà mới 40 tuổi, 40 mấy tuổi bà chính xác. Ừ. Anh bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Lại 2 tuổi nữa. 2 tuổi nữa. 2 tuổi hả? Ừ. Bám gái đẹp. Là thích gái đẹp á hả? Ừ. Thích cô gái đẹp. Ừ. Thích gái đẹp làm sao nói em nghe coi. Trong tờ báo. Trong tờ báo? Ừ. Thích cô gái đẹp ở trong tờ báo hả? Ừ. Hàm con cái mấy cái đó. Có muốn lấy cô gái đẹp không? Có. Lấy cái đẹp về ở chung ha. Chịu không? Chịu.
À. Chịu. Ba mua ly cho trà đường nhỏ thế. Cái gì? Mua gì? Ly trà đường. Trà đường. À, ly trà đường hả? Rồi ly trà đường của ai? Anh mới hay uống trà đường hả bà? Ờ, mới uống chứ mà ngươi. Đâu có dám uống chỗ cà phê trà đường không? Kiểu ngồi buồn buồn á. À. Ngồi buồn thì nó bắt đầu muốn uống cái nọ uống cái kia đúng không? Từ trưa có bánh. Bây giờ hát tặng một bài đi rồi em mua trà đường cho. Hát đi, hát tặng một bài đi, biết ca không? Chưa nó có bụng rồi có bánh trái đưa cho nó ăn. Ca đi. Ca hai bản em cho trà đường. Hai bản luôn. Ca đi. Hai bản luôn. Ca hai bản đi xong em cho tiền mua trà đường. Quá, cái đầu bữa nay quá là chưa cho đi hết. Anh Tâm. Nói hai bản mà không ca. Biết ca không? Biết thì ca đi. Hai bản rồi ca đi. Hai bản mày có ca rồi mày hai bản. Ca đi. Kìa mày chơi đồ mày bỏ tùm lum kìa. Đó. Này giống kiểu là anh ấy chỉ nói thôi chứ anh ấy không có ấy đúng không bà? Dạ. Yeah. Chứ hàng ngày ví dụ như khi mà anh ấy có hay lên cơn không bà? Không, hàng ngày nó không lên cơn. Không lên cơn gì hết. Ừ. Lâu rồi. À, cho hỏi thăm một chút á, từ cái lúc mà mình cột cái chân anh lại như vậy là bao nhiêu năm rồi? Cũng 5-6 năm gì đâu ạ. 5-6 năm rồi? Ừ, lúc trước là không có cột hả? Không có lan nữa. Lúc trước là do... Hôm trước rồi nó la. Hồi chưa có gãy cái giò ra là nó la. Từ ngày gãy cái giò tới giờ che đụng đó. Là nó bỏ la rồi. À là không la nữa đúng không? Ừ, nó không la nữa. Rồi sao mình... Con thấy thì anh cũng bình thường như vậy, sao mình không thả anh ra cho nó chơi cho nó thoải mái? Không có thả được đâu chú. Sao vậy? Thả được nó đi nhà bàn rồi. À, ý là có người ở nhà thì nó mình thả. Nó không có đường đi, rồi nó đi nghi ngơ, nó che đụng, rồi người ta bỏ chết luôn. Ý là mình khi mà có gia đình ở nhà, có cha mẹ ở nhà là mình thả anh ra cho thoải mái. Ờ, thả nó đi cũng được. Nó đi nó không biết đường về nhà, thả nó biết đường về nhà đâu. Là anh Tâm hay đi đâu? Nó đi nó ngủ luôn chứ à. Là hay đi đâu vậy? Đi nhà bàn làm gì? Anh đi ra ngoài đường làm cái gì? Anh Tâm, mình hay ra ngoài đường để làm gì? Nó đi lẹ lắm chú ơi, là sao muốn không đâu. Vậy là thường là bà hay giống kiểu là thương cháu cho nên là hàng ngày cứ đi xin về có tiền là mua đồ, mua ăn thứ cho cháu đúng không? Mua bánh trái rồi cho nó ăn. Dạ. Mua trà đường rồi cho nó uống, không dám cho uống cà phê. Dạ. Rồi bà được bao nhiêu người con? Được ba đứa con. Ba người con. Ba đứa rồi còn thằng cha nó đi thứ hai bệnh á. Dạ. Rồi thằng con út rồi nuôi mẹ nó chết trên bệnh. À. Còn nhỏ đến gái thứ ba. Dạ. Thì nhà cửa 13 bỏ nhà đi Bình Dương mà. À. Mà không nuôi ăn đi chú rồi. Có đồng nuôi cha mẹ. Mần thất nghiệp á. Này nhà mình ở đâu trên núi chứ đâu phải nhà mình, đất nhà mình đâu đúng không? Đất này đất của mình nè. À. Mua có nửa công mà 3-4 chỉ nè. À, mua lâu lắm rồi mà ha. Lâu rồi. Được cắt được mấy cái nhà đó. Rồi nhà mình là ngoài anh Tâm ra thì có ai bị như vậy nữa không bà? Không. Có mình anh Tâm thôi đúng không? Có mình đằng này thôi à. Ừ. Có mình đằng này này cháu nội nó khổ với nó đó. Dạ. Và tính nhà bà nuôi anh ấy bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm gì rồi. Lúc trước thì ai nuôi? Thì cha mẹ nó nuôi đâu đó. À, cha mẹ nuôi. Ờ, măng mướn măng cây nuôi. À. Còn tôi đi về có bánh trái về tôi cho ăn. Dạ. Tôi kiếm đồ ăn thì tôi ăn gì tôi cho ăn. Dạ. Thằng tắm rửa thì cha mẹ nó làm gì làm. Dạ. Tôi làm đâu có nổi. Có nghĩa là bà làm được cái gì là bà làm đúng không? Ờ. Còn không làm được thì cha mẹ làm đúng không? Mẹ làm, nuôi đi. Ừ. Tôi kiếm cái đồ ăn thì tôi đem đi tôi cho cháu ăn. Dạ. Không có đói có khát nữa. Dạ. Vậy là tính ra là bà làm nghề ăn xin được mấy chục năm rồi. 54 năm rồi. Ờ, năm mấy mươi tới giờ chú tính đi. Vậy là lúc đó là con cái còn nhỏ là bà đã đi xin rồi. Ờ, mới đi rồi. Đi xin để nuôi con hả? Ờ, mình đi mình sống. Ừ, mình kiếm tiền để nuôi con đúng không? Ờ, có chút đỉnh thì mình cho con cháu mình. Nó dạ. Nó đau ốm mình cho nó. Dạ. Vậy á, mình sống đời sống của mình. Dạ. Nó này là mẹ đó nè. Dạ. Khổ dạ. Nó biết bao nhiêu. Nè, ẻ đây là chú. Mẹ nó hốt, cha đi hốt. Cực khổ hơn gì chứ. Nói chung là cũng may là anh ấy nhiều khi cũng đã còn tỉnh, cũng gọi là biết được một số cái. Yeah. Chứ không là cũng mệt ha. Yeah. Sao anh Tâm hát tặng em bài không? Nãy kêu hát mà sao không hát? Kêu hát hai bài mà. Có muốn đi chơi không? Yeah. Đi chơi không? Yeah. Giờ muốn đi đâu này? Giờ anh Tâm muốn đi đâu?
đi đâu nói thôi. Đi chỗ nào? Là muốn đi chơi ở đâu nào? Có muốn lấy vợ không? Hả? Mày là từ hồi đó đến giờ là cứ sống ở trong cái nhà này thôi đúng không ạ? Nhà. Ừ. Mày là cứ ăn uống ở đây rồi ngủ nghỉ ở đây luôn. Ừ. Chứ không có đi đâu được hết. Không đi đâu hết. Tắm rửa ăn uống rồi tắm cho nó ăn qua. Dạ. Chiều thì lo tắm rửa cho nó, cơm nước cho nó ăn cho no. Dạ. Rồi nó bỏ mùng lên nó ngủ. Tự biết bỏ mùng luôn. À, dùng sáng nó dắt lên trên. Vậy là cũng giỏi đấy chứ hả? À. Cũng biết bỏ mùng bỏ chiếu. Mình phải bỏ mùng chứ. Có khi nó trên trời cái nó bứt chim mùng bỏ. Ồ. Nó bứt chim luôn phải chứ. Dạ. Giờ mẹ nó qua buộc rồi. Vậy là cũng biết răng mùng răng chiếu rồi cũng biết nọ kia đấy chứ đúng không? Ờ, răng mùng thì không có biết bứt bỏ gì vậy mẹ nó. Biết gì vậy, chắc mùng lên. Anh ấy thì nói chung là cơ thể thì vẫn phát triển bình thường. Có mỗi cái là do cái tâm trí của anh là chỉ là dừng lại ở đứa nhỏ 2 tuổi thôi. Đúng không? Người thì lớn nhưng mà cái tâm trí của anh chắc là anh bị bệnh từ lúc 2 tuổi cho nên là anh ấy lúc nào cũng suy nghĩ là tâm trí nó không có rồi đó. Dạ, lúc nào cũng suy nghĩ mình là 2 tuổi thôi đúng không? Đúng anh Tâm? Bà 40 tuổi mà nó có 2 tuổi đó. Bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Lại 2 tuổi nữa. 2 tuổi nữa đó. 40 tuổi rồi. 40 rồi. 40 hả? Thằng anh nó mới 4 mấy rồi. Ý là ai nói cái gì là anh ấy nghe theo, anh nói theo đúng không? Nói theo không à. Rồi ra đi chơi không? Rồi anh Tâm xin tiền làm gì? Xin tiền làm gì? Nói. Xin tiền uống gì? Trà đường. Xin tiền uống trà đường hả? Ừ. À, xin tiền uống trà đường. Là xin bao nhiêu? 1.000. Hả? 1.000 đó hả? Ừ. Xin 1.000 đó hả? Ừ. Đi xem tờ này bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 1.000. 1.000 đó hả? Ừ. 2.000 chứ. Giờ đó, bỏ túi đó. Đứng lên. Đứng lên. Tờ này bao nhiêu? 2.000. Cảm ơn chú. Tờ 1.000 nói là 2.000. Tờ này bao nhiêu? 2.000. Tờ bao nhiêu? Cảm ơn chú. Trời ơi trời. Cái kiểu là cứ... Đó, vô đó, chú qua nó để cái bọc rồi đó. Dạ. Không ai lấy được hết, cô nói. Để cái bọc đi. Rồi bây giờ trong bọc có bao nhiêu tiền rồi? Bọc có tiền không? Có. Bao nhiêu rồi? 2.000. Bao nhiêu thì cũng 2.000 hết. 2.000. Vậy là không có hình dung ra được là bao nhiêu hết. Cho 10 người cũng nói 2.000. Dạ, dạ. Cho 5.000 cũng nói 1.000. Dạ. Vậy đó. À, thôi nay thì con ghé thăm bà mới thăm anh ha. Dạ. Dạ, cũng... Thôi cũng cảm ơn chú nha. Dạ, con gửi bà vài trăm tiền này của cô Sang ở bên Pháp ha. Dạ. Ừ, cô Sương ở bên Pháp ha. Dạ, cảm ơn cho bà muối gạo ăn ha. À, dạ. Dạ. Chú đi mà giỏi nha. Dạ. Mình đi sức khỏe lâu rồi ghé thăm nha. Dạ, thì thỉnh thoảng con ghé con thăm bà ha. Chú không thấy đường, chú nói. Hát tặng bài cho anh nha. Hát đi. Hai bài. Ừ, hai bài luôn, hát đi. Hát em nghe thử nào. Anh Tâm. Hát đi. Hát là bắt lên bài lính mày cho. Ừ. Ừ. Hát đi. Hai bài. Ừ, hai bài hát đi. Cứ nói hai bài mà có hát đâu. Chú hát đâu. Đứng hát đâu mà. Rồi, thôi bye bye nha. Bye bye. Cảm ơn chú đây, đứng cho cảm ơn chú. Cảm ơn chú. À, bye bye anh nha. Rồi, bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đó các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha.